Nói cái gì kêu em có giấy. Nói đi, nói một chút đi. Tất cả mọi người đây support em thì lại rất là nhiệt tình và thương em. Cho nên là tình cảm mọi người hôm nay ở đây nữa. Nên là em chỉ nói vậy thôi được không? Vì em nói một tí nữa. Khi làm nghệ thuật thì Hiền sẽ cống hiến hết mình cái gì mà mình có thể làm tốt được. Vì thật sự cái mặt của Hiền trông không có được vui lắm. Mặt nó đã mang trên một nét mặt, một nỗi buồn sâu thẳm nào đấy rồi. Nhưng mà mặc dù tâm cũng không có buồn lắm đâu nha mọi người. Em cảm ơn anh đã đặt câu hỏi thật là éo le. Câu hỏi đầu tiên về vấn đề kinh phí. Thì đây là một sản phẩm mà lớn nhất đối với Hiền từ trước đến nay. Còn với người khác thì Hiền không biết nha. Của Hiền thôi. Thì khá là lớn với Hiền. Đi làm bao nhiêu, lấy tiền làm MV hết rồi. Thì Hiền cũng không có huy động gì hết. Những cái năm vừa qua Hiền đã đi diễn rất là cực lực và cống hiến cho nghệ thuật hết mình. Và những thứ Hiền đang mặc trên người đây cũng là vì nhờ nghệ thuật mà có ngày hôm nay. Cho nên khi mà Hiền làm nghệ thuật, cái đầu tiên mà Hiền nhìn nhận tới ngày hôm nay đó là sự cống hiến. Cái mà Hiền muốn mang lại cho khán giả là khán giả phải thích đã. Những người hâm mộ của mình luôn chờ đợi mình phải thích. Sự yêu thương của khán giả là cái đầu tiên. Sau đó thì những cái yêu thương đấy, những cái cống hiến về nghệ thuật đấy nó sẽ mang lại cho Hiền tiền bạc. Và Hiền lại tiếp tục có những bộ đồ Hiền đang mặc chẳng hạn. Chiếc xe Hiền đang đi chẳng hạn. Những thứ Hiền ăn hàng ngày nữa. Nó là những thứ mà nghệ thuật đã mang lại cho Hiền, tình yêu của khán giả đã mang lại cho Hiền. Cho nên MV lần này cũng vậy, Hiền quyết định đầu tư hết mình. Vì Hiền nghĩ là mình cứ cống hiến đi. Những cái sau nó sẽ đến với mình thôi. Nó chắc chắn nó sẽ tự đến với mình và nó sẽ an bài tất cả mọi thứ. Vì khi mình cống hiến, mình biết được cái nguyên tắc đó rồi thì mọi thứ nó sẽ đến với mình rất là tự nhiên và không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Cảm ơn anh. Câu 2 em quên mất tiêu rồi. Anh cho Câu đọc hỏi lại cho 2 là em cái thôi. phần bạn cái phần MV quá dài á, làm có thể làm cho khán giả quên đi sự tồn tại của audio. Dạ, em cảm ơn anh đã nhắc lại. Hiền rất là tự tin về phần nghe vì khi cái teaser audio ra mắt thì đã được tiến vào top trending và cái hưởng ứng của khán giả với cái ca khúc này rất là tốt cho cái phần audio và bây giờ thêm cái phần hình nữa. Được anh gái quay và mọi người support nhiều như vậy đó, thì Hiền nghĩ là nó sẽ đưa nhau lên chứ nó không thể nào một cái lên và một cái xuống được. Tại vì cái hiệu ứng của cái audio ra và mọi người cũng đã nhìn thấy rồi ạ. Mọi người rất là hưởng ứng. Và bây giờ thêm cái hình nữa. Hiền nghĩ nhạc sẽ đưa hình lên và hình sẽ đưa nhạc lên. Hai người cùng lên, hai cái cùng lên. Cho nên Hiền rất là tự tin về phần này. Cảm ơn anh rất nhiều.